Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Các bạn thân mến Bài ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nội dung giải thích tượng quẻ Cụ thể đó là quẻ số 36 Quẻ địa hỏa minh di Quẻ địa hỏa minh di tôi lấy ý tượng đại diện là hại đau Kinh cức mãn đồ chi tượng Tượng gai góc đầy đường Chúng ta đi vào giải thích tượng quẻ địa hỏa minh di Cách giải thích thứ nhất Tiến lên thì có lúc bị thương tổn cho nên sau quẻ tấn tiếp tới quẻ minh di Di có nghĩa là thương tổn Cách giải thích này giải thích tại sao quẻ minh di nó đứng sau quẻ tấn Theo thứ tự sắp xếp 64 quẻ dịch Cách giải thích thứ hai có bốn cái ý nhỏ Ý thứ nhất là mặt trời đã lặn sâu xuống dưới đất Vậy là ban đêm trời khuya tối, u tối tối thui Là u mê, là ngu muội Ý nhỏ thứ hai là ánh sáng bị khuất ẩn dưới mặt đất. Tức là ánh sáng bị thương làm trời tối, tối tăm đêm tối. Ý nhỏ thứ ba là ánh sáng bị thương, tức là minh di, giống như là người có tâm sự lo lắng, u buồn, đau lòng, vân vân. Tức là nội thương nội tâm. Ý nhỏ thứ tư, đêm tối âm u có ánh lửa, dù tỏa sáng cỡ nào cũng không soi khắp cùng mặt đất được. Không soi rõ gai góc đầy đường nên đi vào buổi tối ban đêm thiếu ánh sáng, ắt dẫm phải gai góc bị hại đau, bị thương tích. Đó là bốn ý nhỏ của cách giải thích thứ hai. Từ từ bốn cái ý nhỏ này, chúng ta có thể thấy Minh Di nó còn có những các cái ý tượng khác như là phòng tối, phòng kín, là đen đúa, đen thui, là khuya, là lui vắng, là gai góc đầy gai, là vết xước, vết thương, thương tích, hại đau, là đau đớn, đau nhói, là đau sót, là chảy máu, vân vân. Cách giải thích thứ ba, người thông minh vô tư bị xã hội đen tối phủ chụp. Hình ảnh là trai tài gái sắc bậc mệnh phũ phàng là thương đau là đau lòng. Từ cách giải thích này chúng ta thấy rằng Minh Di là cái thời là cái thời mà xã hội người tài không thể thể hiện được cái khả năng của mình. Người tài năng thì bị vùi dập Vân, vân Cách giải thích thứ tư, sự yêu thương cuồng nhiệt nồng cháy trong lòng, nay nàng ra đi lấy chồng để lại sự chống trải trong con tim và một mớ kỷ niệm cho tình tàn lụi. Hình ảnh là cái bộ mặt tang thương lúc thất tình. Minh gì đây? Là cái sự thương tổn trong cái tâm hồn, sự thương tổn trong cái tình yêu là cái bệnh trong cái về mặt tình cảm cách giải thích thứ năm có hai cái ý nhỏ ý nhỏ thứ nhất là thân nhiệt đốt nóng ở trong da thịt sinh ra cái bệnh ướt nhiệt ý nhỏ thứ hai ly hỏa bốc lên khối âm khí chọc đi xuống hàn nhiệt khí lộng hành trong cơ thể là lúc hàn nhiệt giao tranh mà sinh bệnh vậy minh di là bệnh tật cách giải thích thứ sáu trong xã hội minh di là thời của ma quỷ lộng hành che đậy mọi sự thật công bằng minh tránh. đó là cái thời giặc giã đại loạn đạn lạc tiên bay vân vân cách giải thích thứ bảy đốt cho cháy bột thuốc súng vậy minh di là pháo kích pháo nổ binh đao chiến tranh vân vân cách giải thích thứ 8 lửa nóng bên dưới lòng đất báo hiệu kế họa hạn hán ập đến hoa màu cây trái sẽ mất mùa nông dân sẽ nghèo đói cái hoàn cảnh là xã hội chết đói vì hạn hán, vì thiếu lương thực. Từ những ý giải thích ở trên đây thì ta thấy Minh Di là cái thời thương tổn bệnh tật. Từ cá nhân cho đến xã hội rồi đến tự nhiên tạo hóa đều không thoát khỏi được cái luật Minh Di. Quẻ này cho thấy vạn vật đều có bệnh của nó. Bệnh chúng ta có thể cho vào ngoặc kép hiểu cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Đó là một cái quy luật tất yếu sử dụng vào cái sự việc dự đoán mà gặp quẻ Minh Di nếu như là sự việc chưa rõ tốt xấu thì Minh Di nó cho cái thông tin sự việc dự đoán có vấn đề ví ví như là hỏi sức khỏe thì sức khỏe có vấn đề tức là có bệnh hỏi hôn nhân thì hôn nhân có bệnh tức là hôn nhân không được như ý nếu như hỏi về công danh thì công danh có bệnh tức là có sự việc bất lợi cho công danh vân vân Chúng ta đi vào ví dụ minh họa cụ thể để làm rõ cách vận dụng ý tưởng của quẻ minh di. Ví dụ thứ nhất, ví dụ này tôi lấy trong cuốn sách Tế Thuyết Lục Hào Dự Chắc Học của thầy Vương Hổ Ứng trang 237. Một người nữ ở nước ngoài đã làm mất 19.000 đô la của cơ quan, đoán xem có tìm lại được không? Thì gieo su được quẻ minh di động hào 6 biến sơn hỏa bí Quẻ minh di tôi lấy ý tượng hại đau để neo cho ý tượng của nó Quẻ sơn hỏa bí tôi lấy ý tượng quang minh để neo cho ý tượng của nó Thì chúng ta xét quẻ minh di Minh di có ý tượng là hại đau, là thương tổn, là bị thương vân vân. Thì chúng ta ánh xạ vào cái sự việc mất tiền của cơ quan Thì cái việc mất tiền sẽ làm cho cơ quan bị thiệt hại Bị mất đi mất một khoản tiền Tức là cái sự tổn thất là thiệt hại cho nên chúng ta biến ý minh di này thành khoản tổn thất hoặc là thiệt hại tiếp theo chúng ta xét quẻ bí thì quẻ bí nó có ý tưởng là quang minh là sáng sủa cho nên chúng ta có thể biến ý quang minh này thành rõ ràng chúng ta nối ý tưởng của hai quẻ lại với nhau ta được một câu là tổn thất rõ ràng hay là thiệt hại đã rõ ràng là ám chỉ không tìm lại được cái khoản tiền đã mất đây chính là cái phong cách hỏi một đàng trả lời một nẻo của dịch tượng. Chúng ta chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ 2, ví dụ này tôi lấy trong cuốn sách Chu dịch dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa, trang 438. Thì tôi xin viết nguyên văn của nó. Nguyên văn là Năm 1987, Thích Thanh Lan ở đơn vị tôi nhận được điện báo ông bị bệnh nặng mà mất. Tôi thử đoán xem có qua khỏi được không được quẻ địa sơn khiêm động hào một biến địa hỏa minh di thì ở ví dụ này tôi ghi rõ cái nguyên văn trong sách cái câu điện báo ông bị bệnh nặng mà mất thì chúng ta phải hiểu hẳn là cái điện báo tức là báo cái chuyện là ông bị bệnh nặng đến thập tử nhất sinh đang đứng giữa cái làn ranh của sự sống chết vân vân do đó mà thầy thiệu phát cái ý muốn biết là ông sẽ sống hay chết hay là ông có cứu được hay không? Chúng ta xét quẻ Minh Di. Thì quẻ Minh Di, chúng ta ánh xạ vào cái đối tượng dự đoán thì đối tượng dự đoán bị bệnh rất là rõ ràng. Mà Minh Di nó có ý tưởng là bệnh tật, cho nên chúng ta biến ý hại đau thành bệnh của ông hay là bệnh. Chúng ta xét quẻ Khiêm. Nó có ý tưởng là cáo thoái là lui là thoái lui cho nên chúng ta biến ý cáo thoái ở đây thành thoái lui chúng ta nối ý tượng của cả hai quẻ ta được một câu là bệnh thoái lui điều này ám chỉ là ông trong cái sự việc trên sẽ không chết đây chính là phong cách hỏi một đằng trả lời một nẻo của dịch tượng hỏi sống hay chết thì trả lời là bệnh thoái lui tức là khỏi được thì đương nhiên là sống bài học về quẻ địa hỏa minh di đến đây là kết thúc xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học lần sau